Tiếng ru như dòng sữa mẹ nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người thuở còn thôi nôi. Tập tiếp theo của Việt Nam Mến Yêu mời quý vị đến với An Giang gặp gỡ các bà, các má để cùng lắng nghe những điệu hát ru ngọt ngào của Nam Bộ vào lúc 19:50 thứ Bảy ngày 24 tháng 8 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Khó đi mẹ.